Hai xin mến chào tất cả của chú anh chị. Thì buổi sáng hôm nay thì con xin lên clip và giới thiệu với tất cả cô chú anh chị một ít cây linh sam 86 ha. Và giờ này là giờ mới có 6 giờ 30 sáng rồi cô chú anh chị. Thì hôm nay con ra con quay cái clip nè. Bông rất là nhiều và đẹp luôn ha. Đây là những bông hoa của mấy em linh sam 86 nha cô chú anh chị. Đó. Rất đẹp luôn. Hiện tại là mùa hoa của mấy em linh sam 86 nha, với lại đó các loại linh sam. Đó. Rất đẹp. Đây. Rất đẹp nha cô chú anh chị. Tại em nó ra rất là nhiều nụ hoa nè. Em này thì nở rụng hơi gần hết rồi ha. Hai em này nở rất là nhiều luôn nè. Rất là rộ và rất nhiều ha. Này con mới tưới nước nha cô chú anh chị. Những cánh hoa nó còn đọng nước lại rất là đẹp. Rồi xin mến chào cô chú anh chị. Thì hiện tại là con lên clip này để con giới thiệu với tất cả cô chú anh chị nó là hai cái loại linh sam. Rồi con giới thiệu nhanh ha, nãy giờ mất hết 2 phút rồi. Thì linh sam con chuẩn bị giao lưu đó là linh sam 86 của chú anh chị, cây dạng bụi. Cái thang của nó là từ ngón danh con trở lên ha. Này, thằng gốc của nó từ ngón danh con trở lên và những cái này thuộc dạng bụi về cô chú anh chị có thể tách được nhiều cây ha. Và chiều cao của mấy em này là tầm khoảng chừng 30cm đến 50cm một cây nha cô chú anh chị. Đây, gang tay con đây. Nó gấp đôi gang tay con ha, khoảng chừng 40cm tùy cây, có cây cao cây thấp. Thì linh sam 86 này con xin giao lưu với tất cả cô chú anh chị là 65.000 một bụi. Bụi nó rất là to nha, chứ không phải là nhỏ đâu. Chiếc này nè, coi đôi dép con nè. Đó. Coi đôi dép nào con đó. Rất là to luôn. Bữa này bụi lùng nè. Đó, nhìn nó dép con nè. Có bụi lùng, có bụi cao, tùy bụi ha. Đó. Thằng thì từ ngón danh trở lên, chiều cao thì nằm trong khoảng từ 30cm cho đến 50, tầm đó là giá 60. Giá 65.000 một cây. Chưa bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Còn mãi mê quay bông hoài luôn cô chú anh chị ơi. Bông nó nở rất là nhiều. Đây, và ở ngoài nhìn vô mấy cây em nói nha. Nó, đây là loại 65.000. Nó loại 65.000 là cây nó cao vậy đó cô chú anh chị. Rồi, để con quay loại 45.000 ha. Con có hai loại 45 và 65. Đây. Loại 45.000 đây. Loại này cũng cây thuộc dạng bụi gì mình có thể tách được 2-3 cây mini mình chơi. Và để con lấy đôi dép con so sánh với cái cây này ha. Đó. Nói chung là cây này về chơi mini rất là ok nha cô chú anh chị, linh sam 86. Cây này thì chiều cao tầm khoảng chừng 30cm một cây trở lại nha cô chú anh chị. Đó. Cây này cũng thuộc dạng bụi luôn.
về cô chú anh chị có thể tách được nhiều cây. Linh Sam 86 ha, dạng bụi, giá là 45.000 một cây, loại nhỏ, cây rất đẹp và rất là xanh tươi nha cô chú anh chị. Đó. Rồi thì cô chú anh chị yêu thích Linh Sam 86 thì cứ liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem ạ.